Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhật TV. Và trong video ngày hôm nay thì Giang sẽ gửi đến với anh chị ha, cái phần review nội thất trên chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 6 tự động bản full ha. Đây là bản cao nhất của cái dòng i10. Rồi thì trong phần chia sẻ ngày hôm nay thì Giang cũng sẽ liên hệ một số tình huống thực tế và những cái công dụng ha, những cái tính năng tiện ích trên cái dòng Hyundai Grand i10 này ha. Thì mong anh chị xem đến cuối clip để xem coi lý do tại sao chiếc Hyundai Grand i10 này là ông trùm trong phân khúc A ha, và rất là lâu rồi ha, chưa có một chiếc xe nào mà có thể xoán ngồi được chiếc Hyundai Grand i10 này ha. Và để không mất thời gian của anh chị ha, thì Giang sẽ bắt đầu bằng cái từ phía bên trái sang phía bên phải ha, và từ phía trên đi xuống dưới nha. Rồi đầu tiên ha, là về cái phần chỉnh ha, phần chỉnh kính ha, chỉnh kính nè, khóa lên xuống kính phía sau ha. Đây là phím này, khi bạn bấm, anh chị bấm vào cái phím này á là nó sẽ lock hai cái kính ở phía sau ha, mấy bé ngồi sau sẽ không lên xuống kính được, nhưng nó chỉ lock kính ngoài sau nha anh chị ha. Anh chị đừng nhầm tưởng đây là lock tất cả kính nha ha. Khi mà lock cái này thì phía trước vẫn lên xuống kính bình thường nha. Đây em thao tác đây ha, đây anh chị có nghe tiếng không, vẫn lên xuống kính bình thường nha. Tiếp theo là phần lock cửa ha, phần lock cửa đây, lock và unlock cửa ở đây phần gập gương nha. Rồi, anh chị muốn chỉnh gương bên nào thì mình sẽ đẩy qua bên đó, và tiếp theo là mình sẽ chỉnh cái mặt gương ha. Ở đây rồi, và cái phần gương thì nó sẽ có phần cửa gió ha. Phần cửa gió thì anh chị có thể thấy là một cái thiết kế rất là chỉnh chu, ở trong tầm giá 435 triệu nha, anh chị nhớ nha, chiếc xe này giá niêm yết là 435 triệu, nhưng được thiết kế rất là chỉnh chu. Đây anh chị có thể nhìn ở đây ha, những họa tiết vân tổ ong ha, rất là đẹp. Bên cạnh đó ha, cái phần về viền nè, anh chị có thấy không, nó được sơn đen bóng, ở trong là nó sẽ có một cái viền màu đỏ ha, được thiết kế tuabin. Một số anh chị thì nói là cấp ý tưởng của Mercedes ha, nhưng mà anh chị biết là một chiếc xe ở phân khúc A nhưng được trang bị ha, một số tính năng gần giống như những sản phẩm trên Mercedes ha, thì anh chị cũng biết là nó đã nâng cấp lên và cũng như là ghi nhận cái sở thích của người dùng ha, chứ không phải là một cái hành vi gì mà anh chị nói ăn cắp thì nó hơi hơi nặng, mình chỉ là học hỏi từng những sản phẩm cao cấp thôi nha anh chị, chỉ nhớ phần đó cho em. Tiếp theo là về cái phần vô lăng ha, vô lăng cực kỳ đẹp ha, Giang rất là cực kỳ thích cái vô lăng này ha. À, vô lăng ba chấu, nếu mà anh chị nào đã sử dụng qua cái dòng xe Hyundai Kona thì anh chị sẽ rất là quen thuộc với cái dòng cái vô lăng này ha, vô lăng ba chấu. Bên cạnh đó anh chị có thể một chiếc xe 435 triệu ha, vô lăng bọc da khâu chỉ đỏ cực kỳ thể thao luôn ha, kiếm đâu ra một chiếc xe 435 triệu đầy đủ những tính năng và trang bị như dòng xe này ha. Bên cạnh đó anh chị có thể thấy cái màn hình ha, nó có đầy đủ các thông tin ha, bên đây đồng hồ tour ha, bên đây số km, bên đây ha, số km nó sẽ là số km điện tử ha, anh chị đang ở cấp số nào thì nó sẽ hiển thị cái chữ đây, ví dụ mình đang số B ha, mình đang thì đây ha. Rồi tiếp theo là cái về xăng ha, về cái phím bấm ha. Và Giang cũng xin giới thiệu ha, hiện tại cái dòng xe Grand i10 Sedan đã trang bị cảm biến Active Lock cho dòng xe i10 ha. Thì nhà Hyundai đã đưa vào cảm biến sức lốp, thì anh chị có biết là cảm biến sức lốp nó rất là quan trọng ha. Cảm biến sức lốp gắn zin theo xe là cảm biến sức lốp gắn van trong ha, giá cũng khá là cao, không rẻ đâu nha anh chị nha. Khi mình gắn van trong rồi, khi mà có thì nó sẽ báo là cái lốp mình đang bị lỗi, thì nếu mà anh chị đi trên cái đường cao tốc mà anh chị thấy cái hiện mà cái lốp của mình nó đang có sự cố, hoặc là nó chênh lệch ký số lượng ký hơi ở trong bánh xe nó chênh lệch với các bánh á, thì nó sẽ báo lên đây và mình sẽ biết để mà xử lý trước ha. Và nếu mà anh chị đã xử lý rồi thì anh chị rất là an tâm trong vấn đề là di chuyển trên đường cao tốc nha. Nếu mà chiếc xe của anh chị mà cái lốp mà nó quá căng, đi vào cao tốc rất là ổn, nếu mà nó đã lệch, nó đã xẹp rồi mà anh chị không biết và không có cảm biến sức lốp này, thì nếu mà bị tai nạn trong cái đường cao tốc thì anh chị biết nó khủng hoảng tới mức nào ha, nó cao, nó cái mức bồi thường rất là cao trên đường cao tốc, chưa kể cái tính mạng của anh chị không được đảm bảo nữa. Đó là lý do tại sao mà những dòng xe mà của Giang bán cho quý vị thì Giang thường tư vấn là anh chị nên gắn cái cảm biến sức lốp nha, không có thừa thải, không có phí đâu. Tiếp theo một tính năng rất là đỉnh trong khúc, đó là tính năng chân ga tự động ha, cruise control ha. Nếu mà anh chị đã biết rồi, cái đường cao tốc ở Việt Nam anh chị có những đường chỉ cho 80 km/h 100 đó, còn nếu mà những cái cao tốc mà đi được 120 thì rất là ít ha, rất là hiếm đó. Nên về cái chân ga tự động này nó rất là hay ha, nó giúp cho anh chị giữ một cái vận tốc ha, không bị bắn tốc độ hay không bị lố tốc độ để mà để ra những cái tình huống không đáng có. Rồi ok, tiếp theo là anh chị có thấy là ở trên này nó sẽ có một cái phím là ra lệnh bằng giọng nói ha,
bằng giọng nói. Thì nếu mà anh chị nào sử dụng Android và Apple CarPlay, Android thu và Apple CarPlay thì sẽ giúp anh chị cái tính năng này sử dụng được trên cái dòng xe Hyundai Grand i10 này.